9 điều bạn sẽ hối hận nếu bạn không biết trước khi đi du học nghề Đức. 100% là tỷ lệ có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp du học nghề. 0 đồng là chi phí học nghề của bạn. Ngoài ra, bạn còn được doanh nghiệp Đức hỗ trợ các chính sách như bao ăn, ở, cho vé tàu xe, tài trợ vé máy bay về thăm Việt Nam hàng năm, tùy vào từng đơn vị tuyển dụng. 900 cho đến 1.600 euro là mức trợ cấp học nghề mà bạn nhận được mỗi tháng. Còn sau khi tốt nghiệp, 2.500 cho đến 3.500 euro là thu nhập bạn nhận được hàng tháng, chưa bao gồm phụ cấp và tăng ca. Toàn bộ chi phí về sức khỏe sẽ được bảo hiểm chi trả. 12 ngày nghỉ phép trong một năm là con số bạn nhận được tại Việt Nam. Tuy nhiên tại Đức thì số ngày nghỉ có hưởng lương có thể lên đến 24 cho đến 30 ngày một năm. Thời gian đó bạn có thể tận hưởng đi du lịch khám phá châu Âu hoặc sử dụng số tiền mà mình đã tiết kiệm được để về Việt Nam và thăm gia đình. Nếu bạn muốn đi làm thêm để tăng thu nhập thì nước Đức luôn sẵn sàng chi trả 400 cho đến 700 euro một tháng cho bạn. Sau 5 năm là bạn có thể xin định cư vĩnh viễn ở lại Đức. 206 là số quốc gia sẽ công nhận bằng cấp của bạn sau khi bạn tốt nghiệp ở Đức.